Hello, xin chào anh em. Rồi hôm nay em cũng có về thêm ít phụ kiện cho anh em ha. Ở đây hôm nay mình về đây là có lục giác ha, lục giác của The World. Mã con này đó là DVWHT 70263. Bộ này thì nó là 8 chi tiết anh em ha. Đó, 8 chi tiết. Ở đây thì anh em sẽ thấy nó sẽ có cái size từ 1.5, 2.2, 2.5, 3.4, 5, 6, 8. Đó. Đây là rất là đa năng và được có cái là của The World mình thấy khá là hay là nó có khóa nha anh em, khóa giữ lại nè, nên khi mà anh em vặn thao tác á, thì nó sẽ chắc chắn hơn, không có bị lỏng lẻo giống như của Milky ha. Milky thì nó không có khóa nên nhiều khi anh em vặn nó sẽ bị kiểu lệch 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 góc như thế này nè, anh em vặn nó không có bị phải để 90 độ này anh em mới vặn được. Còn nếu mà góc góc này tùy theo cái thế góc, ví dụ lệch 45 độ này anh em không 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 xoay được ha. Đó, nhưng mà đồ quơ thì nó hay đó chỗ này. Rồi ok, giá này thì hiện tại cũng khá là tốt cho anh em. Bộ này thì là 500. Rồi hôm nay có về thêm cái lấy dấu lấy mực đây của Milky ha. Ở đây có bột phấn nè, bột mực nè, rồi ở đây có bộ lấy mực ha. Bộ này thì những anh em nào mà chuyên làm mộc á hoặc là làm xây dựng á, anh em hay lấy mực lấy đường thẳng á, lấy dấu á, thì anh em sử dụng cái bộ này. Đó, bộ này thì nó chiều dài của nó tối đa đó là 30,5 m. Đó, siêu dài luôn cho anh em ha. Anh em tha hồ lấy luôn. Một mình anh em có thể cũng có thể làm được. Đây, cũng có thể lấy được. Đó, không cần phải nhiều người ha. Ở chỗ này anh em thấy có cái móc nè. Đó, khi anh em sẽ móc vào một điểm nào đó, điểm đầu, sau đó anh em sẽ kéo và tới điểm cuối, sau đó anh em chỉ cần cầm búng cái sợi dây đó kéo lên thả xuống là bắt đầu nó sẽ lấy một đường thẳng cho anh em ha, rất là tiện. Cái này cái mã đây nè 48223982, những anh em nào mà chưa biết cái về cái công dụng của cái bộ này thì anh em có thể tra cái mã nó sẽ ra ha. Rồi bộ này cũng đồng giá luôn ha, 500.000 đó. Ok rồi, hôm nay mình có về thêm cái này là đặc biệt cho anh em nè. Đó, bộ này mình order cho khách nè. Bộ này là bộ siết lực điện tử của Milky 12V ha, siết lực điện tử Milky 12V. Bộ này lúc trước mình có về cũng khá là nhiều, ở thị trường Việt Nam thì chỉ đa phần là bộ 3/8, không phải là 1/2 nha. 1/2 nó có cái hay đó là lực siết của nó sẽ lên tới 200 Newton. Đây là lực siết công bố của nó là tới 200 Newton. Đó. Ở đây cho anh em xem nè. Sách hướng dẫn sử dụng nè. Ở đây là có chứng chỉ luôn nha anh em. Đó, chứng chỉ rõ ràng ha. Đắt nè, 2024 nè. Tháng tháng 4 nè, ngày 17 nè. Đó, 11 giờ 31 phút. Đó, đây là cái chứng chỉ của cái thông số hiệu chuẩn của cái máy này nha anh em. Mỗi máy nó đều có một cái hiệu chuẩn. Trước khi mà được đưa ra thị trường thì nó sẽ có một cái hiệu chuẩn riêng ha. Đó anh em ha, anh em sẽ thấy nè, nó sẽ đo một cái hiệu chuẩn riêng của nó, tất cả những cái thông số ở trên này luôn. Đó, khi anh em mua này nó đều phải có nha. Rồi máy mới nó đều có như vậy luôn. Ok rồi, bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái đồ lồng đao này. Quá đã luôn, siết lực điện tử đầu nè, đầu 1/2 nè, chuyên dành cho những anh em nào mà làm gara, làm xe, những đặc biệt là những cái xe xịn ha. Đó, hoặc là những con ốc ở trong nhà máy nó cần những cái thông số đúng chính xác thì anh em sử dụng cái cây siết lực điện tử này là một cái hiệu quả rất là chuẩn ha. Đó, cái máy này thôi khỏi phải nói rồi. Về cũng rất là nhiều cho anh em rồi. Thân máy nó được sản xuất tại China, hàng có tiêu chuẩn ULS ha. Đó, tiêu chuẩn của nó đàng hoàng nha anh em. Đó, đát 2024 luôn nè, đát mới ha. Đó, quá đã luôn, keng sờ beng luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm một viên pin vào test thử cho anh em xem ha. Máy này thì sử dụng pin 12V nên anh em muốn gọn thì anh em sử dụng pin nhỏ ha. Pin nhỏ là mình thấy ổn nhất, gọn nhất. Rồi, đây. Ở trên này nó có một cái màn hình LCD. Đó, thông số ở đây hiện tại anh em có thể chỉnh qua từ PSI, đây đây mình có thể chỉnh cái độ sai số của cái siết lực này nha.
đây là thông số nó có thể đo được tới đâu nè. Đó, anh em có thể chỉnh ha. Rồi để mình cho quay lại. Cái này là nút nguồn nè. Lâu quá rồi không không chơi con này. Đây. Mình sẽ đưa lên đó phần cài đặt nè. Đó. Vào cài đặt. Đây là ngôn ngữ ha. Anh em có thể chỉnh cái đổi về thông số của Việt Nam mình ha. Cái anh em thấy rõ không biết. Nó hơi chói nha. Đây. Đó, mình sẽ chỉnh thành Newton trên mét. Ok. Ok, rồi. Đó. Thì hiện tại thông số còn đang để đó là 6,67,7 Newton trên mét ha. Thì trên này thì anh em sẽ thấy nó sẽ có cái sai số từ 67,7 67,7 cho tới 74,5. Đó là cái thông số nó có thể đo được ở một cái độ sai số. Thì anh em có thể là chỉnh cái độ sai số ở dưới này. Đó. Cộng trừ bao nhiêu phần trăm thì anh em có thể là chỉnh được ha. Đó, nói chung là rất là hay, cái này anh em có thể về nghiên cứu thêm. Đó. Rồi anh em siết bao nhiêu thì nó sẽ báo, và ở chỗ này nó sẽ có một cái dãy đằng led. Thì khi anh em siết nó tới lực đó thì nó sẽ báo màu đỏ, còn anh em gần tới thì nó sẽ báo màu xanh xanh xanh, bắt đầu nó sẽ chạy màu đỏ. Đó, rất là hay ha. Rồi bây giờ mình test cho chạy phát nè. Trái phải anh em chỉnh ở trên này ha, quá đã luôn. Ok rồi, anh em nào quan tâm thêm về cái máy siết lực điện tử của Miyuki này thì anh em liên hệ mình nha qua số điện thoại 0703 249 910 hoặc số Zalo 0343 256 802. Rồi em Tuấn xin chào tất cả mọi người. Ok.